ơi, nếu như mà quý vị hỏi Tara một câu là Tara ơi, ở khu vực Houston mình chỗ nào là thuế rẻ nhất, thì Tara có thể khẳng định quý vị 100% chính là khu vực này đây, nằm tại Houston của mình. Và khu vực này có tiền thuế chỉ có 297, chưa xin giảm nha quý vị. Nếu như mà quý vị chưa biết Tara thì mình xin được tự giới thiệu, Tara là Real Estate Agent, chuyên viên địa ốc của khu vực thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas, và team nhà đẹp Hoa Kỳ làm vòng khu vực Houston cũng như Dallas Fort Worth, San Antonio, Austin. Nếu như mà quý vị yêu thích kênh, muốn tìm hiểu thêm về thị trường địa ốc của khu vực Texas thì đừng ngần ngại gì cho Tara một cái like cũng như là đăng ký subscribe kênh Nhà Đẹp Hoa Kỳ. Bây giờ Tara sẽ chia sẻ chi tiết cái khu này như thế nào, cũng như cái nhà đằng sau Tara có giá chỉ có 348 cho đến 375 ngàn thôi thưa quý vị. Những căn nhà ở trong khu vực này chỉ là 2 tầng lầu thôi. Nếu mà quý vị muốn tìm 1 tầng lầu thì Tara xin thưa là mình sẽ không có, do là cái vị trí đắt đỏ quý vị. Thường những cái vị trí đắt đỏ họ chỉ xây nhà 2 tầng thôi. Và nhà này mình sẽ có 3 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, và diện tích là 1866 square feet cho mẫu này. Và cái giá hiện tại đang bán là 375.000 thưa quý vị. Nếu như mà quý vị mua đợt này ha, đợt đầu tiên luôn, có nghĩa là cái phase 1 hiện tại nó còn brand new mới lắm quý vị ơi. Ở ngoài chỉ có 4 căn nhà đang xây thôi. Cho nên team của Tara là team chuyên về làm những căn nhà mới, những cái khu mới nè. Quý vị mà mua những căn nhà mới thì hãy nhớ đến team của Tara nha. Team tụi mình là chuyên luôn, cho nên những khu vực nào mà mới xuất hiện cái là Tara có mặt ngay để quay mình gửi đến cho quý vị. Và hiện tại do là nó còn mới cho nên là quý vị mua cũng giá rất là tốt, và có những cái ưu đãi đặc biệt mà Tara sẽ xin thưa tiếp tục đây nha. Điểm nổi bật tiếp theo là cái vị trí location ở đây quý vị. Ở đây chỉ cách Bel Air Chinatown của mình chỉ có 5 phút lái xe thôi, 8 phút thì có thể đi đường dưới thưa quý vị. Và cách Medical Center Downtown của Houston chỉ có 20 phút thôi, cách Mall Galleria là 15 phút. Cái vị trí rất là tuyệt vời để cho những quý vị mua nhà có thể ở đây dưỡng già nè, không thích khu Bel Air, Subo hay là nhà cũ, thì cái khu vực này ha, nhà mới brand new chỉ có 48 cho đến 375 ngàn và thuế cực kỳ rẻ. Cho nên những quý vị mà muốn mua về Houston mà để dưỡng già nè, hay là có cần công ăn việc làm ở gần khu vực Southwest mình, hay là Chinatown, hay là Downtown Medical Center, thì cái chỗ này cũng rất là tốt cho quý vị nha. Ngoài những cái phần ưu đãi về giá thì bên cạnh đó quý vị còn những cái ưu đãi về những cái kèm theo do là nhà mới cái phase 1 thôi. Mình được tất cả trong nhà nha, đều có blind hết cho tất cả cửa sổ luôn. Bên cạnh đó quý vị vẫn được thêm tủ lạnh nè. Ngoài thường ở những cái nhà mới họ chỉ có cho mình là appliances giống như là cái đồ bếp nướng nè ha, bếp nướng nè, lò nướng nè, hoặc là những cái microwave và máy rửa chén rồi đi chung rồi. Tuy nhiên là quý vị được luôn tủ lạnh nè, máy giặt máy sấy luôn. Bên cạnh đó là mình được thêm full girder luôn, có máng xối trước sau luôn, hệ thống tưới cỏ tự động cho cái giường sau của mình luôn nha quý vị. Tầng 1 thì quý vị chỉ có khu vực sinh hoạt chung là nhà bếp nha, phòng khách nè, và phòng ăn ở đây. Tầng 2 mình sẽ có 3 phòng ngủ nè, 1 phòng game room. Bây giờ hãy lên cùng Tara coi 3 phòng đó nha. Tầng 2 mình vừa bước lên thì bên tay phải của Tara đây là phòng ngủ master, và cái khu vực ngay đây luôn á là phòng game room ha. Và mình bước vào bên tay trái sẽ có 2 phòng ngủ bên này, cũng như là mình có cái phòng máy giặt máy sấy bên đây luôn. Thì tầng 2 quý vị có 2 phòng tắm full ở trong đây. 2 phòng tắm bên đây đó là mình sẽ share chung với lại 2 cái phòng ngủ. Đó là 2 phòng bên đây ha, giặt sấy bên trong đây luôn. Đó, quý vị thấy cái khu vực phòng khách không, phòng này là phòng game room thôi. Hoặc là quý vị có thể làm kiểu như là phòng office nếu như mà quý vị work from home vẫn được luôn. Hoặc là chỗ chơi cho trẻ em. Một cái nhà mà ta đã thấy rất là gọn gàng, cozy, ấm áp cho hai vợ chồng hoặc là hai đứa con, hoặc là cô chú lớn tuổi mà muốn retire, muốn dưỡng già ở Texas, ở Houston mình, mà trong một khu nhà mới nè, rất là gần Bel Air, Chinatown, ngay cả cô chú lên trên Downtown cũng rất gần luôn. Bên trong đây là phòng master nè quý vị ơi, rất là rộng rãi, thoáng mát luôn. Mình có đến 3 cái cánh cửa sổ ở đây ha. Ngay cả người ta để một cái giường king size, mình thấy không, còn rất là nhiều chỗ trống. Và bước vào trong đây mình sẽ có phòng tắm master
Và phòng tắm master của cái builder này ha quý vị, mình có luôn cái phòng tắm nằm và phòng tắm đứng luôn. Có những cái builder quý vị mua họ chỉ offer cho mình phòng tắm đứng mà không phòng tắm nằm. Tuy nhiên builder này cũng có luôn. Và cái điều nổi bật hơn nữa là cái tủ walk-in closet bên đây rất là bự quý vị. Ơi, hiện tại thì trong khu vực này chỉ có 36 căn nhà thôi. Cho nên nếu như mà quý vị thấy cái khu vực này phù hợp với cái nhu cầu đang tìm kiếm của mình thì hãy alo cho team nhà đẹp nha. Bên cạnh đó thì builder còn những cái special offer cho Home for Hero discount, tức là 3.500. Tức là cái nhà của quý vị mà 373.500 thì mình được 3.500 discount up cái price cho những người làm trong ngành nghề nurse nè, firefighter nè, hay là police nè, hay là những người mà đi lính vẫn được discount cho cái phần 3.500 này. Bên cạnh đó, nếu như mà quý vị đi với builder thì mình được 7.000 tiền closing cost đi chung với lại lander của builder nhé. Và cái phần extra way trong khu vực này là 1.150 đồng. Quý vị sẽ hỏi số nó hơi cao quá vậy, thì cái phần đó nó sẽ cover cho mình về những cái cỏ phía trước nè, cũng như là những cái cây phía trước là họ sẽ take care luôn, quý vị không cần take care. Chứ thật sự mà muốn người cắt cỏ thì một tháng cũng mất 70 đồng rồi, thì tính tới một năm cũng hơn, cũng gần ngàn rồi đúng không? Thì cái phần này họ cover cho mình luôn. Và khu này quý vị nhớ nha, chỉ cách Belle của mình khoảng từ 5-8 phút Chinatown thôi. Cái trường học thì thuộc là Stafford ISD, cũng như là ở đây á, 5 phút thôi, không tới 5 phút quý vị, chỉ có 1 đến 2 phút thôi là quý vị có cái nhà thờ lớn nằm ngay đây. Và những cái nhà trong khu vực này đặc biệt là sẽ không có neighbor backyard. Bây giờ hãy cùng Tara đi coi những cái nhà đó và Tara sẽ show cho quý vị chi tiết chút xíu nữa nha. Tiếp nổi bật tiếp theo của khu này đó là những cái nhà trong khu vực này nè quý vị, mình sẽ không có hàng xóm đằng sau và mình không có hàng xóm đằng trước luôn. Tại vì những cái khuôn viên mà họ xây á, là họ xây cái khu đằng trước nó sẽ là cái khuôn viên xanh, cái công viên nhỏ nhỏ hoặc là cái dog park cho mình. Vì có thể tưởng tượng được không, toàn bộ cái khu vực phía sau của Tara này là cái khuôn viên xanh dog park thôi, và cái phía bên tay trái của Tara là cái chỗ mà xây nhà đây. Thì cái nhà mình ở đây ha, ở đây và phía trước nhà mình là khuôn viên xanh nè, cho nên cái cảm giác mà những cái nhà xung quanh nó sẽ không có bị ngợp quá cho mình. Thí dụ có những quý vị không thích là đây là nhà, đằng sau là nhà, đằng trước cũng là nhà, thì khu vực này không có như vậy, không có đằng sau, không có đằng trước luôn, chỉ có bên chỉ có những cái hàng xóm ngang ngang của mình thôi. Quý vị ơi, và phía sau của Tara mình sẽ có 4 căn nhà đang xây đây. Như căn nhà đằng sau của Tara đây, ha, cái tay Tara đây, thì căn nhà này nó y chang nhà mẫu luôn và nó đang bán là 375.000. Tiếp theo đó là mình có cái căn này đây quý vị ơi, và căn này là 348.000, có diện tích là 1.538 square feet, 3 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm luôn căn này ha quý vị ha. Và những cái căn nhà trong đây quý vị được tặng luôn cái grow banner nha, là cái đồ mà control cái grow của mình. Và nhà này sẽ có là cái tankless water heater quý vị, thấy đằng kia không? Là hệ thống nước nóng xài cái tankless chứ không phải xài cái bình ha. Thì những cái nhà mà xài những cái bình này thì nó sẽ mắc tiền hơn, tại vì cái hệ thống này nó sẽ mắc tiền hơn là cái bình đó nha quý vị. Ôi cái căn này 348.000 rất là xịn sò luôn quý vị thấy ha. Bếp nè, cái countertop là bằng cái quartz nè, và sink là một sink nè. Đó, bếp thì họ xây cái màu xám trắng rất là nhẹ nhàng luôn. Và nhà ở đây trần cao tất cả trong đây đều là 9 feet hết. Thấy không, đây là cái phòng khách nè. Đó, phòng khách rất là thoáng ha. Bên cạnh đây là cái phòng kiểu như phòng ăn nè. Đó, cái nhà rất là thoáng. Tuy là chỉ có 1.500 mấy chục square feet thôi, nhưng mà cái thiết kế bên trong nó tạo cái không gian thật sự rất là thoáng đãng luôn. Thiết kế rất là hay quý vị. Sao là khá là thích cái mẫu này thưa quý vị, tại vì cái mẫu này khi mà quý vị bước từ cái cửa chính đi vào ha, trần ở chỗ này nó cao hai ceiling lên đây luôn. Nó khác cái mẫu nhà hồi nãy.
là cái này được khai ceiling lên từ khi bước vào, cho nên bước vào mình thấy cái nhà mình nó kiểu nó cao, nó thoáng. Và mẫu này chỉ có ba rẻ hơn nữa ha, chỉ có 348.000 thôi. Và mẫu này có cái plan nó tên là The Kensington nha quý vị. Đó, bây giờ mình sẽ lên lầu nè. Tầng 2 của nhà này nó khác nha, hồi nãy là mình sẽ không có phòng game room nha quý vị. Tức là mình vừa lên là mình sẽ chia ra những cái ngách tính đi phòng ngủ liền luôn. Giống như cái chỗ này đi, thì mình sẽ tến phòng ngủ luôn. Phòng ngủ trong đây là phòng ngủ master nè, quý vị thấy cái layer không? Nó cao lên. Tức là cái phòng ngủ này nó khoảng 10 feet ở trên đó. Rất thoáng luôn. 1, 2, 3, cánh cửa sổ. Không, bây giờ hiện tại không có đèn nhưng mà vẫn rất là sáng sủa. Và bên đây khi mà bước lên lầu ha, mình có cái phòng ngủ bên đây tiếp nữa nè. Và bên cạnh Tara, phía đằng sau đây, quý vị có thêm một cái phòng ngủ ở đây nữa. Và cái phòng ngủ này cái size được 12x14 luôn quý vị. Nó ngon cái là những cái nhà này phòng ngủ cái tủ closet là cái tủ walk-in bên trong luôn ha, chứ không phải là những cái tủ mà mình chỉ có máng đồ thôi. Nhưng quý vị nhìn thấy đi, và ta đã xin tóm lại những cái chi tiết đặc biệt của khu này là tiền thuế chỉ có 1.97, chứ xin giảm nha. Nếu như mà quý vị xin giảm còn 1.8 là những quý vị mà sinh trên 65 tuổi retire ở Houston của mình thì xin giảm ta đang nghĩ còn khoảng 1.6-1.7 thôi. Cho cái khu nhà gần với lại Chinatown hay là Bel Air khu Việt Nam chỉ từ 5-8 phút thôi. Hãy gọi cho công ty Tara nếu như mà quý vị cực kỳ quan tâm khu này nha. 832-558-8885. Ta là xin hẹn quý vị vào video tiếp theo. Bye bye.